cửa hàng ở đây ấy, cái này mà đắt đấy. Này chảy cứt. Đó. Ừ. Này chảy nổi không? Nó bị sao hả chú? Bẩn bán rồi. Cháu bảo nó là cái con gì chứ bảo là thằng à. Nó tắc như thế. Mày chụp ảnh đấy bảo gửi cho con Liên đâu chị. Nó cứ ngang chị. Bao cát. Bao cát như thế cái bọn này. Chị bảo trả làm sao nhà mình bán được hàng nghìn cái vòi như thế này mà chỉ một là áp, hai là tắc nước. Cứ kêu vào thợ em kiểm tra không sao. Ông thợ để này tí nữa tôi vào tôi xúc lại này. Vâng, xúc lại cho. Xúc lại hết. Rồi. Đấy là sao mình quay video mình chỉ cho chúng nó. Chị bảo cứ có vấn đề gì thì cứ cầm về kho chị xử lý được hết. Nhưng mà ở bên đấy thì làm gì có đồ. Vâng, đúng không? Vâng. Ra đấy chị bảo là không có đồ đâu. Về kho chị còn có xịt, có các thứ chị làm sạch chứ. Có những cái còn phải đem ra ngoài thì dùng cái bơm hơi của cái bọn mà nó xịt này này. Xe này mới xịt được em ạ, không phải đơn giản đâu. Chúng nó làm tắc xong mình đi hầu nó mệt phết. Ôi giời mẹ thế này.